Xin chào bác nhá, chào mừng bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video để em lên anh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp vào báo giá này. Đó thì các bác có nhu cầu hàng hóa được vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai cái số điện thoại nhá. Em đang để trực tiếp ở trên mình. Đấy, gọi điện theo hai số này để em tư vấn và chốt đơn hàng một cách nhanh nhất, và khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn cứ trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên em lên mã xả kho luôn bác. Mã hàng đó là cái con vòi hai góc này. Đây mã em sẽ là cái vòi vòi hai góc nhá. Em còn mấy chiếc mã sẽ là mã vòi hai góc nhá. Em lên mã xả kho bán em luôn. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. Đấy 40.000 thôi. Bữa trước cái này đang bán là 60.000 đấy. Hôm nay xả nhanh bán nhanh luôn. 40.000. Đấy còn mấy chiếc bán nhanh luôn nhá. Cái này rất là tiện này, về cực kỳ là hay nhá. Thì về các bác chuyên để các bác lắp vào những cái chậu rửa mặt. Đó, những cái chậu rửa mặt này mình, và nó có thể là lắt la lắt lẻo, đảo hướng, đảo chiều các kiểu các thứ luôn, rất là tiện dụng. Và nó có điều chỉnh cả các chế độ nước nhá. Ở trong này thì nó có những cái phụ kiện đi kèm là gioăng chiếc này, rồi cả cà lê nước đây, đầy đủ kèm luôn. Đây cả bộ này gioăng chiếc bên trong. Đấy em sẽ quay, nhớ nó quay cái vòi chính. Cái này thì chất liệu nó là inox nhựa các nhá, nhựa mạ inox, chất liệu sẽ là nhựa mạ inox, vì giá nó rất là rẻ, nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy các bác mua về sử dụng, lắp vào cái bồn chậu rửa mặt này mình, nên nó có thể lắt lẻo này, nó có thể gập lên này, gập giang này, đấy, rồi có thể nó xoay này, đó, xoay, rồi là nó đảo các hướng này, đấy, và nó có thể điều chỉnh các chế độ nước bằng cái vòng xoay nhé, bác xoay cái vòng này thì mình có thể điều chỉnh các chế độ nước rất ok luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm này, thì mã của nó sẽ là sản phẩm là cái vòi hai góc nhá, đấy, vòi hai góc, giá em đang bán cái bộ vòi hai góc này giá sẽ là 40.000, đi kèm đầy đủ phụ kiện nó có trong hộp này luôn, về các bác lắp vào là xài thôi, 40k nhá. Đấy, về lắp trực tiếp vào cái bồn chậu rửa mặt nữa nhá. Lắp vào cái bồn chậu rửa mặt này mình là sai. 40.000, nó có nhiều chế độ chức năng hay lắm. Các bác mua về sử dụng và trải nghiệm sản phẩm cực kỳ là hay luôn đấy các bác. Cùng xem thực tế về sản phẩm này đây. Đây, đó, sản phẩm thực tế nhá, dùng quá ok luôn này. Đấy, tháo nắp ra này, lắp vào này. Đó, có thấy không? Có thể là đẩy lên đẩy xuống này, đẩy ra đẩy vô này. Đấy, rồi là ngửa lên ngửa xuống điều chỉnh các chế độ nước nhá. Cực kỳ là hay và rất là thuận tiện luôn. Đó, thấy không? Rửa mặt, gội đầu. Đấy, đẩy nước lên cao rồi cho nước xuống dưới thấp. Đó, nói chung là nó cực kỳ hay. Về lắp vào đúng vào cái chậu ở cái bồn rửa mặt các thứ như mình là ok nhá. Đó, dùng cực kỳ hay với rất là tiện. Nói chung là mua về sử dụng và trải nghiệm sản phẩm này dùng ok và hay lắm. Giá thì đang xả kho bán em luôn. Chỉ có 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là vòi hai góc nhá. Giá em đang bán một cái bộ này đầy đủ phụ kiện đi kèm trong hộp là 40.000 một bộ. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng dao dọc giấy này. Lên mã em sẽ là sản phẩm dao dọc giấy hàng bãi nhá, rất ok luôn. Đó, con này thì hiện tại em đang bán giá lẻ và giá theo combo đấy, thì nhu cầu các bác có thể mua theo giá lẻ, mua theo combo đều được nhá. Đó thì bên em đang bán một cái cây này với giá sẽ là 15.000 một cây này. Lên mã em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, bán lẻ một cây này là 15k đấy, một chiếc là 15k nhá. Còn nếu mà các bác lấy nhiều, lấy theo combo 5 chiếc thì sẽ có giá tốt hơn. 5 chiếc thì bên em đang bán với giá sẽ là đi 60.000 nhá, 60k. Đấy. Một chiếc là 15k, còn là 5 chiếc thì sẽ là 60.000. Hàng dao giấy hàng bãi rất là xịn luôn này. Đấy coi như là. Đó, trơn tru ngon lành nhá. Lưỡi cực kỳ sắc bén luôn, và hàng này sẽ là hàng lõi thép này. Đấy, nên khi mà các bác dùng rất là bền, mua về các bác chỗ cắt các thứ rất là ok. Tay cầm có bọc cao su chống trượt cho em nhá. Ok lắm. Báo giá lại một lần nữa nhá. 5 chiếc dao giấy này thì một chiếc dao giấy thì sẽ có giá lẻ là 15.000 một chiếc nhá. Đấy thì mình có thể mua theo một chiếc, còn nếu các bác nào dùng nhiều, mua nhiều thì mình có thể mua theo combo 5 chiếc. 5 chiếc thì giá nó sẽ tốt hơn. 5 chiếc bên em đang bán giá theo combo 5 chiếc là 60.000, còn một chiếc là 15.000 nhá. Lên mã sẽ là dao giấy hàng bãi. Xịn, chất lượng chắc chắn lắm, cầm con dao chắc nịch luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kim chỉ này. Lên mã sẽ là cái bộ kim chỉ nhá. Đây một bộ kim chỉ rất là đầy đủ trong hộp luôn. Đó, mua về các bác sử dụng khâu may vá quần áo này quá ok đây. Bên trong hộp này thì sẽ gồm có đầu tiên là kim này. Đấy, kim đã phải là kim chỉ là đầu tiên là phải có kim thôi. Kim đầy đủ các cỡ các loại luôn nha, một vỉ kim luôn này. Rồi là kéo này, thước đo, kim băng các đồ các thứ này. Đấy, bên dưới này thì sẽ có là chỉ này, rồi là những cái, mấy cái cúc kia các thứ đi kèm này. Đây. Đấy, chỉ nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Để các bác có thể là thoải mái các bác may khâu vá các loại quần áo, đồ đạc các thứ này mình. Đấy, đỡ phải đi kiếm chỉ hay nhiều cả. Hồi xưa rất hay là ví dụ như là không có đủ cái chỉ màu này thì cứ phải đi xin ở những cái quán may cho nó đúng cái màu của cái quần áo, thì mình khi mà mình may vá nó không bị lộ ạ. Đấy, đây nó có đầy đủ các màu luôn nhá. Đấy, xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng lam lục tràm tím đầy đủ luôn. Đấy, và đầy đủ bên trên này sẽ có là kim, rồi là kéo cũng thước đo đầy đủ luôn. Full combo một bộ sản phẩm này, giá thì cực kỳ là bình dân hạt rẻ thôi. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh. Đấy, khi nào mà dùng xong là các bác lại
cài rô nó đây. Đấy, cài rô và các bác cất nó đi rất ok. Đấy, giá thì em báo giá luôn nhá, lên mã sẽ là cái bộ kim chỉ này. Đấy, bộ kim chỉ này hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là đi 30.000 bộ nhá, 30.000 bộ này. Lên mã sẽ là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ kim chỉ đầy đủ trong hộp này luôn. Giá sẽ là 30k các bác nhá, 30.000. Đấy, bộ kim chỉ đầy đủ trong hộp này luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc mua một hộp này về là xài ok luôn. 30k chuyên dùng các bác nào may khâu vá đầy đủ luôn. 30k. Sản phẩm tăm bông ngoái tai hai đầu bên shop hàng tiếp tục về nhá. Dòng tăm bông hai đầu có tiệt trùng. Đấy, và chất liệu sẽ là cốt tông nên là các bác dùng rất là yên tâm và an toàn. Đó đây, tăm bông hai đầu. Cái này là hai đầu luôn nhá. Một hộp là hai đầu luôn. Đó. Em sẽ bóc cho bác xem một hộp này. Dùng ok, cái này bán nhiều mà sản phẩm dùng chất lượng. Giá thành hạt rẻ là bên em đang bán cái hộp này chỉ có 20.000 thôi, 20.000 mà là hai đầu luôn nhá. Hàng hai đầu luôn này. Hàng tăm bông tiệt trùng 100% nhá, có nhá. Đấy, hàng hai đầu luôn. Đấy, các bác dùng đầu nào các bác ngoái đầu đấy cho em rất ok. Đó. Tiệt trùng 100% và chất liệu sẽ là cốt tông. Một hộp này là 200 cây nhá, 200 cây. Hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn, dùng thả cả máy và sản phẩm giá thành hạt rẻ lắm. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái hộp tăm tăm bông ngoái tai nhá. Đấy, hộp tăm bông ngoái tai này, tăm bông ngoái tai. Một hộp này là 20k. Đấy, với giá là 20k và tổng sẽ có là 200 chiếc tăm bông. Đấy, 20k lên mã sẽ là cái tăm bông ngoái tai nhá. Một hộp là 20.000. Đấy, một hộp là 20.000, một hộp là 200 chiếc các nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi vàng dùng để các bác dùng về để tưới cây này, rồi là rửa xe, dùng để làm một cái vòi tưới nước trong gia đình nhà mình, sinh hoạt các thứ ok luôn nhá. Cái này thì em cũng còn ít nữa. Đấy, sót kho ít nữa em cũng lên mã xả kho luôn bác nhá. Đấy, thì báo giá bác luôn trước khi đi vào sản phẩm này. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái bộ vòi vàng. Cái bộ này nó còn tưới được luôn cho bác là 10 chế độ tưới khác nhau cơ. Dùng hay lắm, tí nữa cho bác xem. Lên mã em sẽ cái vòi vàng nhá. Vòi vàng tưới cây. Vòi vàng đi. Đấy, cái bộ vòi vàng nhá, 10 chế độ nước, 10 chế độ tưới này, 10 chế độ. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 100k. Đấy, 100k hôm nay em cũng xả kho bán em luôn. 80.000 thôi nhá, 80.000 thôi. Đấy, em còn mấy bộ xả kho bán em luôn nhá. 80.000 cho một cái bộ vòi vàng tưới cây này đó nhá. 80k một bộ này. Đấy, dùng cực kỳ ok luôn. Một cái bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái tay cầm vòi và đi kèm là những cái cút nối đi kèm theo. Đấy, thì về là các bác có cái dây nước nhà mình rồi sẵn rồi, là các bác mua cho em cái bộ này về là các bác lắp vào là xài thôi, dùng rất ok đây. Đó, đây em lấy nguyên này nhá. Còn cút nối thì nói chung là về các bác có dây là các bác lắp vào là xài thôi. Đây, em chủ yếu quay cái sản phẩm này chính này. Đây, một con sản phẩm vòi vàng dùng cực kỳ ok luôn. Chất liệu sẽ là toàn bộ sẽ là như ABS cao cấp nhá. Ở đây thì nó sẽ có tích hợp luôn các bác là cái phần khóa luôn. Đấy, nghĩa là các bác đóng mở không cần phải ra nguồn nước các bác tắt đâu. Mình chỉ việc là đóng mở ở đây luôn rồi nhá. Đấy, gạt xuống là đóng này và đẩy lên là mở này. Gạt xong là đóng, đẩy lên là mở, có thấy rồi, rất là ok. Và đây cái phần khớp nối vào. Đấy. Và cái phần đầu vòi là các bác có thể chỉnh được là 10 chế độ tưới cây khác nhau nhá. Các bác xoay này. Đấy, tạch này, tạch này, tạch này, tạch này, tạch này. Đấy thì nó sẽ có 10 chế độ tưới khác nhau, tưới và phun xương này, tưới hạt to hạt nhỏ này, rồi là tưới phun xa phun gần. Đấy là tùy theo cái nhu cầu các bác muốn dùng như nào thì các bác xoay cho cái vòng này. Cái vòng này nó cứ xoay tròn 360 độ nhá. Đấy, xoay tròn 360 độ thì các bác dùng chế độ nào thì các bác chuyển sang chế độ đấy là các bác xài thôi, có thế thôi. Đó. Về lắp vào dây nguồn nước nhà mình là xài ok. Bán giá cực kỳ hạt rẻ và ưu đãi luôn đấy, chỉ có 80.000 một bộ thôi. Đấy, còn đây là những cái cút nối đi kèm. Con này nói chung là một cái bộ này thì của nó thì đầy đủ luôn, về là các bác có dây và là các lắp đặt và là xài luôn. Nó có đi kèm đầy đủ cút nối thứ hết rồi, không cần phải mua thêm cái gì đâu. Mình chỉ việc là có sẵn dây là các bác xài thôi nhá, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Giá thì đang xả kho bán anh chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k lên mã sẽ là cái bộ vòi vàng 10 chế độ này. Con này nó có thể dùng như là tưới cây này, tưới rau này, rửa xe này, các thứ đồ các kiểu luôn này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá. Dùng cực kỳ ok luôn đây. Các bác cùng xem đây. Đây. Đó đây. Đấy, về các bác kết nối với nhá. Đấy, con này nó có rất nhiều những cái chế độ tưới cây khác nhau nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Đấy, đầy đủ luôn, về các bác dùng để tưới cây, tưới rau, tưới hoa, rồi là rửa xe, rửa sân, rồi là các kiểu các đồ luôn nhá, đầy đủ ngon lành đây, có nhìn này. Đấy, phun phiếc rất ngon luôn nhá, về lắp vào nguồn nước nhà mình là xài thôi, dùng ok lắm. Đó, lắp đặt về nó có cái những cái cút nối nhanh này, lắp đặt rất dễ dàng các bạn, sử dụng ok. Đấy, 10 chế độ tưới khác nhau nhá, quá ok luôn này. Đó. 80k nhá, 80k. Đấy, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã cho cái bộ vòi vàng 10 chế độ tưới cây khác nhau nhá. 80.000 một cái bộ này, đang xả kho bán nhanh luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cọ son thông minh này. Lên mã sẽ là cái cọ son thông minh nhá. Đấy, cái này về dùng rất là tiện luôn đây. Đấy thì
Em báo giá luôn này. Đấy, bên em đang bán một cái cọ xoong thông minh này với giá là 15k cho một chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 10 chiếc thì giá tốt hơn. 10 chiếc thì sẽ là 120.000, còn nếu mà các bác lấy theo combo 1 chiếc thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Cái này dùng rất là tiện. Thì về các bác mở cho nó nắp này ra. Sau đó là các bác đổ dầu rửa bát đây. Đấy, đổ dầu bát, các bác đậy cho em nắp này vào. Đấy, và lúc nào các bác muốn dầu bát nó ra ấn vào đây cho em, ấn vào đây. Là cái lực nó sẽ áp áp đôi nó sẽ ra, bắt đầu nó sẽ tòi dầu bát ra. Cứ thế các bác cầm này các bác cọ thôi. Mình đỡ phải cầm vào cái cọ xoong thì cái này đôi khi nó bị xước sát tay rồi nó bẩn tay ra. Thì các bác cầm cho em một cái núm này, này. Các bác cứ thế các bác cọ nhé, rất ok luôn. Đang bán lẻ một cái chiếc cọ xoong này với giá là 15.000, còn nếu mà các bác muốn mua theo combo 10 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. 10 chiếc thì bên em đang bán là 120.000 cho combo 10 chiếc nhá, còn lấy lẻ một chiếc thì sẽ là 15k. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ hay đây. Các bác cùng xem này. Đấy, đây. Có nhá. Đấy, về các bác mở nắp ra đổ dầu bát này. Đấy các bác chỉ việc bóp này, tự động sẽ dầu bát nó sẽ ra nhá. Thế là cứ thế là các bác rửa thôi. Rửa cực kỳ sạch và rất là nhanh. Đó, ok luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Hay không các bác ơi? Đó. 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái chiếc cọ xoong thông minh này, 15k. Lấy lẻ 10 chiếc thì sẽ là 120.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ để về các bác xay tiêu này. Đấy, lên mã em sẽ là lọ xay tiêu, về các bác dùng lọ này để chuyên dùng để xay tiêu rất là tiện luôn. Đó. Về là mình có những cái dạng tiêu hạt đấy nhá, mà chưa xay thì mình cứ thảo đây. Sau đó là mình ăn đến đâu mình xay đấy, rất là tiện mà nó không bị, mà các bác xay nếu mà các bác để lâu nó hay bị mất mùi, mất vị. Đó là các bác để đây. Đấy mình ăn đâu mình xay đấy, xay đến đâu ăn đấy là sẽ thơm hơn. Và đây khi mà về dùng nó các bác mở nắp ra cho tiêu đây, đậy cho cái nắp này vào. Đấy, và lúc nào các bác muốn xay thì xoáy chặt vào này. Đấy, một tay các bác cầm vào đây này, một tay các bác cầm cái đĩa thủy tinh các bác cứ này các bác quay nó, cứ này các bác quay thì nó sẽ vào cái phần cái cối này, là cứ thế là nó quay là nó sẽ nghiền nát cái lọ cái hạt tiêu ra, bắt đầu nó vỡ ra và nó sẽ rơi xuống, có thế thôi. Dùng rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và một cái mẹo rất là hay là các bác muốn để tiêu nó thơm lâu mà thứ hai nó bị không bị mốc ấy, thì các bác cho tiêu vào đây, sau đó là các bác bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy là khi mà các bác dùng lúc nào là các bác lấy ra lúc đấy, mà khi mà dùng xong mình lại bỏ trực tiếp vào cái lọ này vào tủ lạnh này. Thì các bác để tiêu nó thơm rất là lâu cũng như là tiêu nó không bị mốc ạ. Đấy, tiêu nó không bị mốc, đôi khi các bác để ngoài thời tiết ở mướt là hay bị mốc ngay. Đấy các bác để trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh nha. Đấy em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái lọ xay tiêu. Đấy mình ăn đến đâu mình xay đấy cho em, rất là thơm, ngon, chất lượng. Giá em đang bán là 50.000 nhá. Lọ xay tiêu. Đấy lọ xay tiêu này. Giá sẽ là 50k, giá sản phẩm rất hạt rẻ mà một cái sản phẩm cực kỳ hữu dụng trong gia đình nhà mình, dùng tiện lắm. 50k thôi. Đấy mua trực tiếp cái tiêu hạt về. Về là các bác xay, mà đôi khi là các bác mua những cái tiêu bột ở ngoài, đôi khi là không biết là người ta xay vào những cái hạt gì. Về có khi dùng nó không thơm đâu, mình nên ăn cái tiêu hạt, dùng ăn nó đảm bảo mà nó thơm hơn. Dần sản phẩm nó chuẩn, ăn nó chất hơn cũng nhá. Đấy, 50k một lọ xay tiêu nhá. Về các bác chuyên dùng để xay tiêu. Có thế thôi. Còn nắp đậy đi kèm, dùng xong rồi mình lại đậy cái nắp này vào cho nó kín đáo này. Đó, 50k một lọ xay tiêu. Phần dưới của nó sẽ là thủy tinh, phần trên thì sẽ là inox 304 nhá. Đấy, 50k một lọ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây xăm thịt này. Đấy mã cho được cái cây xăm thịt nhá. Cái cây này để về các bác xăm thịt ở nhà mình. Đấy, đôi khi là có những cái món mà chuyên dùng để thịt thà, cá mú các thứ là các bác muốn xăm cho nó ngấm gia vị này, các thứ này. Đấy, các bác có những cái món nướng này, món chiên, món rán này, mình xăm vào thịt để cho nó ngấm gia vị hơn. Đấy thì các bác mua cho em cái xăm thịt này về. Các bác về các bác cứ thế là các bác cầm và các bác châm vào thôi. Cứ này các bác châm thì khi mà châm nó sẽ đẩy những cái gai nhọn thò lên này. Đấy, rất nhiều gai nhọn nó thò lên nhá. Đấy thì nó sẽ tạo thành những cái lỗ nhỏ li ti và cứ thế các bác ướp gia vị vào nó sẽ rất là ngấm. Rồi đặc biệt là có cái món mà bì lợn mà các bác muốn nướng và rán mà nó nổ ấy, là nó ở nguyên lý hoạt động là của cái này này. Đấy thì khi mà muốn bì các thứ nó nổ thì mình phải châm nhiều lỗ, thì đôi khi là các bác cầm những cái dụng cụ mà không phải chuyên ấy thì các bác châm rất là lâu, nhưng các bác mua cái này về các bác châm rất là nhanh. Đấy châm một lúc cái là nó kín lỗ ngay và ok luôn. Đấy khi mà các bác nướng lên cái bì cái da nó nổ nó giòn rụng luôn nhá. Đấy vì nói chung là nó sử dụng đa năng trong nhà bếp nhà mình, dùng để xăm thịt, ướp da, ướp thịt, ướp thà cho nó ngấm gia vị, rồi là châm vào bì này cho nó nổ bì cái thứ ngon hơn nhá. Giá thì em báo luôn, lên mã em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang bán cái cây xăm thịt này với giá sẽ là 30.000 một cây nhá. 30k. Đấy cây xăm thịt 30.000 một cây, dùng rất là ok. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây em sẽ xăm cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, xăm rất là dễ nhá. Đây các bác nhìn này, nó có những cái lỗ lõi ti bắt đầu nó đang thủng này. Đấy là cứ thế là các bác ướp gia vị ra giảm hoặc các bác mang đi nướng là ok. 30.000 nhá, cây xăm thịt 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp bàn chải than tre của Hàn Quốc này. Lên mã cho là cái hộp bàn chải than tre Hàn Quốc nhá. Một hộp này thì bên em
Đang có số lượng là 30 chiếc này, một hộp là 30 chiếc nhá. Mấy em báo giá luôn, nếu mà các bác có nhu cầu mua nhiều lấy cả hộp thì sẽ là 100.000 hộp thôi. 100k cho một cái hộp bàn chải than treo của Hàn Quốc này, 100.000 hộp nhá. Đấy, còn nếu các bác có nhu cầu mua lẻ một chiếc thì đây bên em sẽ có bán lẻ một chiếc. Một chiếc thì bên em đang bán là 4.000. Đấy, một chiếc bàn chải than treo Hàn Quốc đang bán là 4k một chiếc nhá. 4.000 một chiếc. Đấy, thì các bác có thể mua theo hộp hoặc là mua lẻ đều được. Mua lẻ thì giá sẽ cao một chút, còn mua cả hộp thì giá sẽ rẻ hơn. Đấy. 4.000 một chiếc bàn chải than tre Hàn Quốc nhá. Còn nếu mà lấy cổ 30 chiếc này sẽ là 100k thì đây. Bóc cho bác xem một chiếc này, lông cực kỳ mềm luôn, lông mềm lắm. Và con này nó đánh như tâm không lo nó bị viêm lợi, sưng lợi gì cả. Đấy, lông cực kỳ mềm này, đánh cực kỳ thích luôn. Đấy. Nguyên liệu là hầu như toàn từ dòng than tre hoạt tính nên là dùng rất an toàn. Ok. Giá thành thì hạt rẻ nhá. Bên em đang bán một cái chiếc bàn chải giá lẻ này với giá sẽ là 4.000. Đấy, 4.000 nhá. 4k, đấy 4.000, 4.000 đồng nhỏ nhá cho một chiếc. Còn nếu mà các bác mua theo cả hộp thì sẽ là đi 100k. Đấy, nói chung là các bác có nào có nhu cầu nhiều thì mình có thể mua, nên mua cả hộp về cả nhà dùng dần. Đấy, cứ thi thoảng thay cái đi, vài ba tháng thay cái cho an toàn này. Thì cứ mua về cả nhà dùng dần, hoặc các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, hoặc là thậm chí mà các bác mua về để bán lại cũng vẫn có công luôn các nhá. Tại vì nó giá nó có 4.000 thôi, bình thường đây. Ở cửa hàng nó đang niêm yết với giá sẽ là 36.000 này các bác thấy không? 36.000 này. Đấy, như bên em đang giảm ra một cái mức giá rất ok luôn. Đó. Hàng Korea rất xịn luôn nhá. Bàn chải Hàn Quốc một chiếc là 4.000, còn nếu mà có lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng keo của Thái Lan này. Lên mã sẽ là keo của Thái nhá. Đấy, keo Thái hoặc là keo hộp vỉ keo nóc cam. Đấy, bên em sẽ bán theo vỉ nhá, một vỉ là 5 típ nha, về bác dùng cả năm luôn đó. Về cái này, keo này các bác có thể dán đa năng các loại, ví dụ như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ sành, đồ sứ, đồ da, đồ nhựa này. Đấy, đầy đủ các kiểu các loại đồ luôn, về các bác dán đa năng các chất liệu nhá. Đấy, mua bên em sẽ bán theo vỉ nhá, một vỉ năm lọ như này, 5 típ này thì với giá sẽ là 30k. Đấy, 30k cho một vỉ là 5 típ nhá, 5 típ đó. Thì lên mã em sẽ là vỉ keo nắp cam. Đấy, vỉ keo nắp cam nhá. Keo nắp cam này để cho nó đỡ bị nhầm sang cái keo kia, không lại nhầm sang cái keo đa năng. Keo nắp cam nhá, một vỉ là 5 típ là 30.000 một vỉ. Đó, về các bác dán đa năng, dán cả năm rồi luôn. Đó, dán đồ gỗ, đồ rừng, đồ sành, đồ sứ, đồ da, các thứ đồ luôn nhá. Đó, dán cực kỳ khô nhanh và nó độ bám dính cực kỳ cao luôn. Dán cực kỳ thích nhá. 30k nhá, một vỉ keo nóc cam 5 típ này, hàng của Thái nhá, hàng của Thái. Đây, hàng của Thái này. Đấy, Thái lần. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng, đó là cái dòng đá cắt của thương hiệu Kabushi Japan này. Lên mã sẽ là cái đá cắt của Kabushi Japan nhá. Bên em sẽ bán theo viên và bán theo hộp. Đấy, nếu bác có nhu cầu mua ít thì có thể mua theo viên. Có bác nào dùng nhiều thì mình có thể mua cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Một hộp này đang có tổng số lượng là 50 viên này. Đấy, 50 viên nhá. Thì đây là một hộp, hàng hộp sắt luôn nhá. Hàng hộp sắt, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi luôn, xịn cực kỳ đây. Một hộp là 50 viên nhá, một hộp là 50 viên. Đó thì em báo giá nhá. Nếu mà các bác lấy lẻ một viên này, giá của nó sẽ là 7k một viên. Đấy, một viên là 7k. Một viên đá cắt thì sẽ là 7.000 một viên. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên nhá. Lấy từ 5 viên trở lên thì bên em mới bán, còn không bán lẻ một viên nhá, vì giá rất là hạt rẻ rồi. Xin lỗi các bác là 6.000 thôi nhá, 6.000 một viên thôi. Đấy, 6.000 cho một cái viên đá cắt này, và yêu cầu bác là lấy 5 viên trở lên là 30k. Còn nếu có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp là 50 viên thì giá sẽ là đi 220.000. Đấy, và bên em bao ship tận nhà luôn, nếu mà có nhu cầu mà lấy cả hộp nhá. Lấy cả hộp thì sẽ được bao ship cũng như là giá cực kỳ tốt luôn, 220.000 bao ship tận nhà. Một hộp là 50 viên, còn nếu mà lấy lẻ một viên này thì sẽ là 6.000. Đây. Hàng đá cắt đỏ nhá. Đấy, đá cắt đỏ, đá cắt một tấc này, 107 nhân với lại 1.2 nhân với lại 16 này. Đấy, thông số đầy đủ ở trên phần mặt đá luôn nhá. Hàng hãng của Kabushi Japan, cắt cực kỳ ngọt, rất là dễ cắt nhá. Đấy, và cắt nó không bị bay đá, không bị văng đá nhá. Một viên sẽ là 6.000. Đấy, còn nếu có lấy cả hộp 50 viên thì sẽ là 220.000 cho một hộp và bao ship tận nhà tùy nhu cầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái sản phẩm, đó là cái đũa Hàn Quốc này. Lên mã sẽ là đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, vì đũa Hàn Quốc 10 đôi, cực kỳ xịn luôn, có phần mạ vàng. Đấy, chất liệu đũa thì sẽ là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm. Nhiều bác hỏi là có bị nấm mốc hoặc là bị cong vênh không, yên tâm về chất lượng đi. Con này nó là dòng sợi thủy tinh nên là nó không bị nấm mốc mà không bị cong vênh ạ. Đấy, đây đũa cực kỳ đẹp, một vỉ là 10 đôi này. Phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt nên là khi mà các bác dùng không lo nó bị trơ đi vào quá nhá.
Cái này em cũng đang bán cho mấy nhà hàng rất là nhiều. Nhà hàng người ta cũng đang xài cái đũa này luôn, vì dùng nó quá ok, sạch sẽ mà nhìn nó đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Đó. À, một vỉ 10 đô nhá, thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ sốc luôn. Đấy, lên mã em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô, hàng của Korea nhá. Đấy, Korea. Một vỉ đũa 10 đô này với giá sẽ là đi 30k. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái một vỉ đũa Hàn Quốc nhá. Một vỉ đũa Hàn Quốc với giá sẽ là 30.000 thôi. Đấy, 30k cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nha. Đấy, 10 đô luôn nhá, 10 đô luôn. Đấy, 10 đô mà giá cũng chỉ có 30.000 thôi thì giá nó quá rẻ, mà sản phẩm đũa rất là đẹp luôn. Đấy, đầu đũa chống nguyên trượt cũng như là phần đầu trên này mạ vàng cực kỳ chất lượng luôn này. Đó. 30k nhá, một hộp đũa Hàn Quốc 10 đô. Bóng đèn 3W hàng bên shop tiếp tục về phục vụ bác nhá. Lên mã sẽ là cái sản phẩm là cái quả bóng đèn 3W này. Đấy, quả bóng đèn 3W nhá. Con này thì ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng và nó là sử dụng điện 220 và đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Về các bác xoáy với những cái đuôi phổ thông như mình ok. À, tại sao mà các bác nên dùng cái bóng này thì em nói luôn là công suất nó rất là nhỏ, thì nó chỉ có 3W thôi nên cái công suất nó cực kỳ là nhỏ luôn, nó không tốn điện đâu các bạn, không quá tốn điện đâu. Vì công suất nó chỉ có 3W thôi nha. Đấy, đặc biệt là ví dụ các bác có thể là lắp là làm bóng đèn ngủ này, rồi là các bác lắp ở đường đi lối lại này, cầu thang thứ này, một cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác có thể là sinh hoạt sử dụng làm việc ok. Một quả này bên em đang bán là 10.000 một quả nhá. Lên mã sẽ là cái bóng đèn 3W. Đấy, bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W giá sẽ là 10k. Đấy. 10.000 cho một cái quả bóng đèn 3W này. Đấy, đuôi xoáy dùng ok cực kỳ luôn, cái này bán thì quá nhiều rồi. Đấy, 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ này, là cái hộp tăm chỉ này, tăm chỉ nha khoa. Đấy, nói chung là bây giờ nha sĩ người ta đang khuyên mình nên chuyển sang hết những cái tăm này rồi. Đôi khi là các bác dùng những cái tăm tăm tre, tăm đồ thứ nào các bác xỉa nó rất hay bị viêm lợi, sưng lợi, thì các bác chuyển sang dùng cái tăm này cho em. Thứ nhất là nó sạch sẽ, mà thứ hai nó an toàn, hiệu quả mà dễ sử dụng nhá. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái tăm chỉ nha khoa hoặc là tăm chỉ đâu được. Đấy, tăm chỉ nhá. Giá bên em đang bán một cái hộp tăm chỉ nha. Đó. Với giá sẽ là đi 20.000 thôi, 20k. Và anh em sẽ bán nó combo là 3 hộp luôn nhá. Đấy, bán nó combo là 3 hộp luôn. Giá sẽ là 3 hộp này với giá sẽ là 30.000. Đấy. À 20.000 nhá, 20.000 thôi. Đây ba hộp này, một hộp, hai hộp, ba hộp. Một hộp khối lượng là 500 chiếc thì tổng ba hộp sẽ là 150 chiếc nhá. Đấy, 150 chiếc dùng ok luôn. Đó. Tăm chỉ nhá, 20k cho một cái hộp 300 chiếc nhá.